phải đợi ấy chứ, phải đợi có quả thì mới ấy chứ, còn xem ảnh thì ông Anh bảo là ra 7 màu quả trên cây đấy. Còn cái cây này thì nó lại khác, cái dòng nho thân gỗ của các bạn gọi là nho thân gỗ cẩm thạch. Đó, đặc địa điểm của cái loại này là gọi là nho thân gỗ cẩm thạch ôm đá. Đấy, xong rồi hy vọng cho các bạn là như cái cây này thì này cũng các bạn cũng thấy ít thấy đấy. Ít thấy trên TikTok. Ngoài đời thực cũng ít thấy. Cái lá của nho thân gỗ cẩm thạch này, lá cẩm thạch này. Đấy, các cái dòng hoa giấy cẩm thạch là các bạn biết rồi đúng không? Đây này. Lá cẩm thạch này. Đấy, thấy chưa? Lá cẩm thạch này, lá non này. Các bạn hình dung chưa? Và cái thứ hai nữa là nho thân gỗ cẩm thạch nhưng ôm đá. Đây, đá đây này. Đấy, ở đây thì có mấy cây cơ nhưng mà cây này nó đang rộ hoa nhất. Đây. Đấy. Đây là tất cả những hoa tự nhiên của nó và nó mọc từ rễ luôn, hoa nó mọc từ rễ luôn. Hoa này của nó cũng thơm đấy nhưng phải dí mũi vào cơ. Đấy, còn hôm nay là quay cái cây tì bà mã số bên Trung Quốc đây. 245. Đấy, còn hoa đây này. Đấy, hoa này. Đấy này. Rễ này. Quả này. Đấy, quả lon này. Đấy. Đây, hoa này. Và tất cả những cái này là sau đây nó cũng nở hoa hết này. Đấy, cho các bạn xem tổng quát nha. Xem tổng quát này. Cái này thì nó cái này là hơn 20 phân đấy. Cái dòng này dòng đắt đấy, không phải dòng rẻ đâu. Con này là này. Năm trước là tầm cấp 7-200 đấy. Có cái đợt mà con thằng Dũng nói về là có cái khách kia nó lấy là hơn 200 triệu. Nó lấy về tặng chú là nhưng nó kênh mất một lửa. Cây ngân lửa. Nó bảo chỉ mua hộ chú rồi. Nhưng mà tôi live stream phát nó bảo thằng Dũng là phải bảo là xóa video đi. Thằng Dũng nó bảo là mày xóa hết video đi. Tại con thằng Dũng nó bảo là cây này 120 ấy. Thế là tôi mới bảo là tôi cũng live stream, tôi bảo là cây này 120 thì chỉ có chó mới mua ấy. Thế là một lúc sau con thằng Dũng nó điện, nó bảo là tuân ơi xóa video đi, không người khách nó mua hộ chú. Mua hộ chú nhưng bán 240. Cứ bảo là lãi tình cảm ấy thế nọ thế kia. Ông nào xem video của mình là giật mình thon thót. Thậm chí mua hộ bố vợ luôn. Nãi mỗi cái tình cảm, không nãi cái gì, chỉ mua hộ bố vợ thôi. Nhưng phải nãi 100 triệu cơ. Đây này. Như ông nào xem video của tôi là giật mình thân thoát. Từ ông lái xe đến ông chủ thuê lái xe với cả ông chú với cả con rể các thể loại. Rồi, hoa này. Bên này nó đang hoa đồng loạt. Thì nó rất là đẹp. Và cái yếu tố của nó là thứ nhất là cái dòng này là dòng ôm đá. Đấy, nó dòng ôm đá cho nên các bạn sẽ ít thấy ôm đá. Và cái nữa là cái nho thân gỗ này là nho thân gỗ cẩm thạch. Đấy, còn các cái ý kiến khác là cái dòng này nó có 7 màu quả trên cây cơ. Đấy, quả nó có 7 màu đây. Còn hiện tại bây giờ nó chỉ có hoa thôi, nó chưa có quả. Cho nên đến khi nào nó có quả thì tôi sẽ kiểm định cho mọi người. Nhưng mà nói thật ra là cái lá nhá. Cái lá đây như các bạn đấy là gọi là tôi bảo là nho thân gỗ cẩm thạch nhá. Nhưng mà cái chính là cả có cả lá mà nó không xanh nhá. Này, nó có cả lá không xanh nhá. Nói chung là như bạn kia bạn bảo là Xuân Nguyễn, bạn ấy bảo là chấm chẳng ra cái gì. Thực ra là nó tùy. Đấy, nó tùy người. Tôi đã bảo là đến cái vườn, đến cái giai đoạn mà đây để tôi nói nốt đây nhá. Cái dòng lá của nó tại sao gọi là cẩm thạch thì lá nó như thế này này. Cái thứ hai nữa là có cả lá mà nó xanh như cái nho thân gỗ thường. Đấy. Đấy, hiểu chưa? Lá non cũng thế này, ví dụ như cái lá này nó không có cẩm thạch, nhưng cái lá này nó có cẩm thạch này. Đến cái giai đoạn cậu kia cậu bảo là bạn Xuân Nguyễn bạn bảo là chẳng ra gì ấy. Thì tôi phải bảo thật là cái mà không ra gì ấy nó tùy theo cái mắt nhìn của từng người. Nếu các bạn chỉ ở cái tầm gọi là đi tìm cái ăn, gọi là ăn no mặc ấm ấy, đến cái giai đoạn ăn no mặc ấm thì các bạn phải những cái cây này nó mới thiết thực này. Tôi đảm bảo luôn quay mà những cái cây hồng xiêm này thì ông Xuân Nguyễn ông ấy sẽ không nói năng gì. Ông sẽ không nói năng gì là đắt rẻ hay thế nọ kia, trừ khi ông ấy có cây hồng xiêm và ông đang trồng cái hồng xiêm, ông ấy sẽ bảo là ông trồng mà ví dụ tôi bán 30.000 thì ông ấy bảo tao còn bán rẻ hơn, tao bán 27.000, đúng không? Nhưng mà những cái cây như thế này mà nếu mà ai muốn mua là nó phải rơi vào tiền trăm đấy, 100 triệu đấy, thì là các bạn ấy này bảo là trả ra cái gì. Nhưng mà nếu quay cây hồng xiêm này là ông ấy sẽ bảo là ra gì đấy, nhưng có biết là bán một cái cây này nó ra khoảng tầm gần 10.000 cái hồng xiêm này. Cứ cho cây hồng xiêm này nó gọi đâu nó bán được 100.000 đi. Thì ông bảo mà 100 triệu cây này thì nó đâu đó nó phải bằng 1.000 cây hồng xiêm này đúng không? Đéo biết bao nhiêu nhỉ? 100 triệu. Mà cái loại này bán 100.000, đúng không? 1.000 cây. Thì là cái cây này nó bảo là không ra cái gì. Nhưng mà khi nào mà ai đấy mà trồng 1.000 cây hồng xiêm này là người ta cũng bắt đầu bảo vốn lớn đấy, thế nọ thế kia. Nhưng mà hồng xiêm này là cái loại mà ai cũng biết đi.
thì nó bảo là ừ cũng ra gì đấy, đúng không? Nó bảo do mắt của từng người, nếu mà mới chỉ cái giai đoạn ăn no mặc ấm ấy thì quay cái loại nào phổ thông như hồng xiêm này này thì người ta sẽ biết. Còn nếu quay cái loại này mà ví dụ như ở trên mạng mà nó bán khoảng 20 triệu cái này là có lẽ là mất hết sạch. Đấy, tại vì nhập Trung Quốc nó cũng có thể là nó trên cái giá 20 triệu rồi. Nhưng mà đơn giản là không hợp khẩu vị người ta. Còn nếu mà vươn đến cái giai đoạn mà ăn đồ độc, mặc đồ lạ ấy, qua cái giai đoạn ăn no mặc ấm rồi thì là ăn ngon mặc đẹp. Nhưng sau cái giai đoạn ăn ngon mặc đẹp rồi, người ta là ăn đồ độc mặc đồ lạ. Nó trên hai giai tầng so với ông đang bảo chẳng ra gì cơ. Hiểu chưa? Ông đang giai đoạn đi tìm cái ăn thì cái nào nó phải thiết thực như hồng xiêm này này, rẻ, đẹp, bền, thế nọ thế kia. Nhưng mà đến cái giai đoạn ăn ngon mặc đẹp rồi thì là nó phải tìm những cái loại nào mà hồng xiêm nó phải ngon cơ. Nếu mà hồng xiêm xoài nó không ngon bằng hồng xiêm Xuân Đỉnh thì người ta lại muốn là mua hồng xiêm Xuân Đỉnh. Nhưng mà hồng xiêm Xuân Đỉnh là ngon, nhưng mà giá nó phải chăng. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà người ta, cái người mà ăn đồ độc mặc đồ lạ ấy, thì nó phải tìm những cái cây mà ở Việt Nam nó không có. Hiểu chưa? Cái thằng kia là nó cái gì nhỉ, 100 triệu cái gì, mình nhà mày có cây à, tao đố mày quay được cây này đây. Tao đố mày quay được đây. Nó bảo như này này, 100 triệu cái gì, mình nhà mày có cây à. Mày cứ thử hỏi anh em TikTok hoặc là những người mày biết, bảo quay cây này đi, xem nó báo giá mày bao nhiêu, xem là 10 triệu hay 20 triệu. Mà cứ 50 triệu đổ xuống thì tao nghĩ là mày mất cọc đấy. Hiểu chưa? Nó mà báo mày là em có cái cây như thằng góp nhặt cát đá nó quay, em báo anh 50 triệu là mày gửi cho nó 2 triệu mới 3 triệu tiền cọc là mày mất cây đấy. Nhưng tao nói thì mày không tin, tại mày đã vượt. Không phải có hai ông khịa nhau, không phải đâu, nó là nó không hiểu. Tôi muốn giải quyết cho nó. Chứ còn bản thân nó đây này, nó cứ bảo như này này, nó bảo là 100 triệu cái gì, mình nhà mày có cây à. Tao đố mày đấy. Mày có thể mày tham gia lên hội nho thân gỗ ở cả cái Việt Nam này luôn. Hiểu chưa? Nó là bảo thế. Cây của tao đây, tao đang nai, tao đang bán đây, là cây của tao đây. Hiểu chưa? Nó kiểu nó khịa như thế này, tao đố mày luôn này. Nó lại bảo là có phải cây của mày không, tao đang bán cái này này. Mày có ý đồ gì không? Có ý gì không? Ui dồi ôi, mẹ toàn anh em tao thôi. Tao mà không trả công cho người ta mà thôi cãi nhau với thằng này làm gì, cút. Nói thật ra thằng nhoi nhoi này trả lời nó mệt. Tôi đã bảo rồi, những cái thằng này nó không muốn học hỏi tôi thôi. Nó cái tầm người 1.000 người theo dõi, mà nó lên 1.001 người nó phải theo dõi, mà nó cứ ngồi nó hùng hùng hổ hổ. Nó là tuổi gì? Nhưng mà nói với nó thì giải quyết cho nó để nó hiểu thì nó không nghe. Còn mày cứ ở đấy rồi mày sẽ hiểu. Cứ 1 năm sau mày quay lại. Hiểu chưa? Cút. Đấy, không tranh cãi như thế. Tại vì có những cái mà tôi giải thích được, chứ còn vào sâu ra nó mệt lắm. Tôi bảo ví dụ như hôm nay tôi quay cho mọi người như này, cây nó phải rơi vào 100 triệu đấy, thì nó bảo là chả ra gì. Ông cái thứ hai thì nó bảo có mỗi nhà mày có à. Ông thứ ba thì là nó lại đến cái giai đoạn mà nó khịa tôi. Mà thực tế là tôi nói chứ tôi, các ông mua hay không là tùy các ông thôi. Nhưng mà nói cho các bạn biết như thế. Cái dòng này thì thứ nhất là nó là nho thân gỗ cẩm thạch ôm đá. Hiểu chưa? Chưa ấy. Kệ họ anh ơi, thời gian đâu mà nói náo anh ơi. Ừ thì thôi, nói thế thôi. Chứ còn tôi giai đoạn này cũng ấy mà. Còn đây ví dụ như hôm nay nói cho mọi người là cái dòng nho thân gỗ này nhìn này chưa. Đấy, và cái đặc tính của nó là ôm đá. Còn thực ra là nói cho mọi người thì cũng chỉ là gọi là cho mọi người một cái nhìn mới lạ thôi. Chứ còn có thể là những người khác thì người ta bán những cái cây này khoảng tầm 200 hay 150 hay bao nhiêu thì tôi không biết đâu. Nhưng đại ý là nó rơi vào khoảng tầm đâu đó là nó rơi vào khoảng tầm 80-90 triệu. Đấy, nó tùy theo từng người bán, gặp khách hay không. Chứ còn mệt lắm, tôi cũng đóng góp như thế thôi nhưng nhiều thằng nó khịa. Nó thứ nhất nó không hiểu. Đấy, còn cái giá thì thực ra nó tùy người. Tôi nói thật, những cái dòng này ở Việt Nam hoặc là các thứ thì các bạn cũng ít thấy. Chứ còn nếu mà nó phổ biến rồi thì có lẽ nó chỉ có 20 hoặc 10 triệu ấy. Nhưng mà bây giờ nó ở bên Trung Quốc cũng ít. Đấy, cho nên về Việt Nam thì có những người ta muốn mua thì mình đóng góp là người ta muốn mua là tầm người ta bắt gặp ở đâu đấy người ta muốn mua, nhưng mà người ta 200 triệu cơ thì mình báo cho như thế để người ta biết. Đấy, còn nho thân gỗ cái lá của nó cẩm thạch cái này. Ừ, phải có những thằng cà khịa nó mới vui chứ này. Nó cà khịa như thế là mình chặn xong rồi tầm 2 năm nữa hoặc là tầm cuối năm hoặc 2-3 tháng nữa tôi vui tôi thả ra là lúc chúng tôi có nó khịa thì tôi lại chặn. Đấy, còn các bạn nhìn này, hoa nó cũng thơm nhưng phải dí mũi được. Còn hôm nay nó nói chung là với những người đứng đắn như mình ấy thì thấy nó cũng mất vui thật, nhưng mà thôi kệ. Đây, cuộc sống làm sao mà toàn vẹn được hết. Đấy, hôm nay nói với mọi người là cái dòng này cũng đắt lắm đấy. Gần 100 triệu một cây lá cẩm thạch. Nó lạ.
cái là chưa chắc các bạn đã nhìn được. Mấy cái thứ hai là giá nó cũng đắt. Và nó không phải phục vụ cho tất cả. Tại vì tổng kết ở đây thì chắc là cái dòng cẩm thạch này thì nói chung là tầm 10 cây. Còn nếu các bạn không tin thì tôi bảo thật là nếu mà ai đấy bảo các bạn là khoảng tầm 50 mấy cả tầm 50 triệu là các bạn mất cọc đấy, không có cái giá ý. Đấy, quay cho các bạn này, đây này. Đấy. Còn làm sao nó đắt thì tôi vẫn bảo rồi là tại vì là nói chung là nó hiếm, nó do quy luật cung cầu của thị trường, không phải bán cho tất cả. Hiểu chưa? Đấy hoa này. Đấy. Mẹ nó chửi nhau suốt ngày, mình đi giải thích với chúng nó làm gì. Xong rồi cái người mới vào ấy, thấy nó nói xấu mình, xong rồi mình lại không đả động đến nó ấy. Thế là thành ra là cái người ta muốn mua nhưng người ta sợ. Sợ mất cọc mấy các thứ linh tinh thế là. Đây. Thôi được rồi, cho các ông nghỉ nhá. Nói nghe cuốn. Cho các ông nghỉ, hôm nay giới thiệu cho các ông một cái dòng như thế. Còn có một cái nhìn nó ấy ra thì kiểu gì tí nó cũng sẽ có những người người ta cũng chửi lại mình thôi mà. Người ta bảo bán cho chó, mấy cả có chó mới mua. Kiểu vậy, kiểu gì cũng thế. Nhưng mà tôi nói chung là thích thì chặn thôi. Tại vì không muốn bị cuốn theo những cái như thế. Đó, được rồi, cảm ơn mọi người nhá.